Anh thấy rằng toàn thể trong đạo chúng ta thuộc hạng tại gia, cư sĩ, học Phật, tu nhân. Dạ. Hoàn toàn không có cái tên là tu sĩ. Nhưng tu sĩ ở đây, là cái chỗ đó, là ban tu sư đó, mới đặt điểm ra, bạn dễ kêu là hôm nay đó cái người chưa có gia đình, nó dễ kêu thôi. Chứ sự thật ra cái người nào mà cái người là Đức Thầy, nó là Đức Thầy mà còn xưng là Đức Thầy, đâu có thầy xưng là thầy là tu sĩ. Thầy cũng mà Đức Thầy đó là ta là tu sĩ canh điền, lo nghề cài cuốc cũng chiên tu hành. Vậy thì hôm nay Đức Thầy đã nói vậy rồi, còn người ta gắn cho mình, ta nói mình tu sĩ là tốt, chứ mình đừng cứ nói mình là tu sĩ. Dạ. Nhưng mà cái áo giặt miệng đó bác, cái áo đó rất là đặc biệt nha. Không phải ai muốn mặc là được. Cái thứ nhất là giống như là cái áo đó nó có nhiều cái sự tích và cũng như nhiều cái đặc điểm để mà muốn mặc lên nó là phải đầy đủ đức hạnh rất là nhiều nha. Dạ. Thì bác nghĩ bác cũng giải lý cái áo giặt miệng chút xíu nữa rồi bác. Theo mấy anh em giải đó thì nó là nó có ba giặt. Ba giặt. Là cái áo giặt miễn đó dành cho cái hàng đệ tử của Phật khi xưa đó. Dạ. Ví như hồi xưa đó, cái ông A Nan đó ha, thì người ta cái áo người ta tròn ngang. Dạ. Ta có một chừa ra một cánh tay, phải không? Dạ. Còn đối với ông A Nan đó, ông quá đẹp. Cho nên nói đến cái nàng Ma Đăng già đó mà còn phải mê ông, chết mê chết mệt. Cho nên vì vậy đó, làng Ma Dân già mà còn phải là gì, nhờ bà gì để bắt làm chồng đó. Còn cái áo giặt miễn đó đắp ngang đây tượng trưng cho cái giới luật ha. Nó ba giới đó, đó là ba viền ha, rồi năm mối ha. Mà nó chỉ ở trong cái giới luật đó là cái người quy Phật, quy Pháp, quy Tăng trong đây nha. Rồi ở đây người ta ở dưới đây đã giải chỉ miễn đó, có nghĩa là không phạm giới nha. Thứ nhất đó, cái giới là danh, lợi, tình phải diệt hết. Cho nên nó đáp ngày này nó để ngang trong đây đó, cái ba món này phải trừ tiệt, phải phát lên cái áo miễn nha. Cái thứ nhất đó là miễn, có nghĩa là không phạm giới và không ham danh lợi tình, mới đặt để vào một cái người uy tín ở trong đạo ha. Nó mà người uy tín trong đạo là cái người chiến sĩ của Như Lai, sau này đem phổ pháp cho tất cả chúng sanh, để biểu hiện lên cái người cư sĩ tại gia. Chúc mừng các em, đứng đây mình kể cho hết câu chuyện đi bác ơi. Thôi, đi trong thời gian này. Đi luôn ha, không đạt thôi. Yeah. Rồi mình tiếp tục với câu chuyện khi nã luôn đi bác. Cái câu chuyện áo giặt miễn á. Vậy đi, mình kể cái sơ vậy được rồi. Cái sơ vậy được rồi ha. Cái sơ. Dạ. Chữ miễn là cái người tu sĩ, mà nói chỉ tu là cao sửa, chữ sĩ là người học thức. Dạ. Yeah. Vậy thì cái cư sĩ đó, nó năm nay khó lắm, kén cả người. Thôi đi. Nói không sao đâu. Thôi đi, dừng lại chúng tới à. Tới nhà. Sẵn mình cho hết cái video cho bà con, tại ta đang xem luôn á bác. Đang xem, nếu mà nó lỡ dở gì thì bà con cũng không hiểu gì cái áo này cho mấy á. Giờ mình sẵn mình chia sẻ một xíu đi bác ha. Dạ. Cho nên nhà tôi á thì không gành hung, nhưng mình hiểu cái nôm na cái danh từ vậy thôi. Dưới cái áo này đó, nó biểu hiện cho cái làm gương cho các cái người tu. Chứ thực tật ra cái áo á, Đức Thầy nói là thứ nhất á là cái dọn bị trong mới gọi được sinh, chứ mang lớp về ngoài chẳng tốt. Đây là mang lên cái hình tướng thôi, mà nếu đã cái hình tướng á, cái tướng á thì phải lộ ra tâm. Cho nên cái người tu sĩ đó mặc cái áo này để là cái giới luật trong làm gương cho tất cả mọi người. Chứ sự thật ra cái áo nó bên ngoài thôi, chứ nó không có cái gì. Nhưng cái phát cái áo lên để làm gương cho người ta noi theo. Hôm nay tôi mặc áo này để rồi cho mọi người làm gương. Chứ chẳng hạn như để đầu tóc cũng vậy. Đây là nó phải noi theo cái gương xưa,
Còn cái áo bên ngoài đây phát lên người ta biết mình cái người tu, giữ luật, và sau khi không dám phạm giới, và để cho cái đời sau noi theo thôi. Chứ sự thật cái áo mà nó là cái tướng thôi. Dạ. Và còn cái tâm đó, Đức Thầy nói là trao tâm luyện tánh cho mình, rồi chuyên lo niệm Phật cho mình cho chơi. Dạ. Đó mới đúng là về cái phương pháp. Còn cái áo ở bên ngoài, cái mặt bên ngoài thôi. Dạ. Rồi, cũng như biểu hiện thôi, cũng như áo bà ba, quần cái anh em thì nó theo từ người xưa ấy đó. Tục cổ người cổ ngày xưa này kia. Ừ. Thì thật là cái áo nó cũng không dính dấp gì cái việc tu. Dạ. À, cái tu là cái chỗ đến đổi là cái một trao sửa. Dạ. Rồi, rồi, vậy phải ha. Rồi, cảm ơn bác luôn nha. Rồi, xin chào hẹn lại mọi người nha. Mọi người đó là chia sẻ xong rồi quý vị. Cũng tới nhà nghỉ vậy. Này nè quý vị. Vừa đúng rồi bác ha. Yeah.